Suýt về the discuss the advantages and disadvantages of living in big cities cho bạn Trà Giang. Đây là một đề bài mà yêu cầu là thảo luận cái điểm tốt và điểm không tốt của một cái sự việc. Và trong cái đề bài này thì họ chỉ cần là đưa ra cái reason và relevant example, tức là luận điểm và luận cứ để mà cho cái câu trả lời của mình thôi. Nghĩa là mình có thể đưa ra cả hai ý và không yêu cầu là phải đưa ra cái ý kiến cá nhân riêng của mình. Mình đưa cũng được mà không cũng được, đúng không? Ok, bắt đầu mình chơi bài nhé. Is the fact that more and more people want to live and work in big city. Ok, câu này được rồi. Nhưng mà mình thêm vào này đây. In recent years, những năm gần đây, mở rộng hơn thôi, cũng không có gì cả. Cho cái câu nó hay hơn. However, living in big cities has both advantages and disadvantages. Ok, cũng được. Đơn giản ngắn gọn, không sợ sai. On the one hand, living in big city has some benefits. First and foremost, đầu tiên và quan trọng nhất, đúng không? Living in big city, we can make more money. Câu này thì cấu trúc không sai nhưng mà cách viết thì nó sẽ không được cái điểm tốt. Mình sẽ dùng cái mệnh đề quan hệ nhé. Ví dụ nha, people này, thay vào we đi, people can make more money when living in big city. Thế thôi. There's many. Mình giải thích luôn. Đây là cái luận điểm của mình, đúng không? Có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thì mình giải thích hơn là bởi vì là sao? Họ có cái cơ hội việc làm tốt hơn, nhiều nghề tốt hơn, với cái có nhiều cái nghề với mức lương cao chẳng hạn như vậy, đúng không? Thì mình sẽ giải thích là that is because, đúng không? There is many good job, hoặc là good thay từ job đi bằng từ career opportunity. Thì thay vào cái từ này là sẽ được cái điểm từ đắt hơn, cao dáng hơn này. Không phải force to choose, nói luôn là với cái mức lương cao chẳng hạn, with high salary đó. Rồi bởi vì nhiều công việc ở mức lương cao thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, thế thôi. We can do many things as one. Thôi cái ý này nó cũng không rõ là support cho cái ý một. Besides living in big city, we can go relax anytime we want. Chúng ta có thể đi thư giãn bất cứ chỗ nào chúng ta muốn. Chúng ta có thể cái ý thì được rồi, nhưng mà cách viết này thì sẽ chưa được B2 đâu, bởi vì nó cũng chưa gãy gọn ý. Ok, vậy thì cái ý mình muốn toát lên ở đây đó là, hoặc là cô sẽ cho em thêm một cái ý khác mà nó bao quát hơn, mà mình cũng có thể dùng cái nội dung ở phía dưới của em. Ví dụ như là thứ hai, sống ở những thành phố lớn thì sẽ nâng cao cái chất lượng cuộc sống của con người, đúng không? Mọi thứ ở đây thì có trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại này, giao thông thuận tiện này, và có rất nhiều những cái hoạt động giải trí và dịch vụ, được chưa? Thế sau đó mình mới dùng là we can go to famous restaurant, go to cinema to watch film gì đó. Đấy là cái gọi là cái ví dụ, example để bổ sung cho cái ý của mình nhá. Có thể nói là everything is hoặc là big city, đúng không? Big city has modern đấy, equipment hoặc là facility chẳng hạn, cơ sở vật chất hiện đại này, convenient transport
Transportation system, hệ thống giao thông thì thuận tiện đúng không? And sao? Diversity đấy, có sao? Có đa dạng, diversities of gì đấy. Hoạt động giải trí là gì? Entertainment mình đúng không? Activity. And services đúng không? Hoạt động giải trí và dịch vụ. Nó chỗ này mình gọi là first and foremost thì mình gọi là secondly, mình dẫn vào là ý thứ hai, nội dung thứ hai, được chưa? Rất là bao quát hết mọi thứ rồi. Thế rồi em có thể nói là we can, để mở rộng hơn, you can go to famous restaurant, or go to cinema to watch film. Những nhà hàng nổi tiếng, famous restaurant, or go to cinema to watch film, or go shopping, đấy, tức là mình nghĩ hoạt động này giống như là sao, một trong những hoạt động giải trí sau thời gian làm việc chẳng hạn thế đúng không? As one of the relaxing activity. Relaxing activity là hoạt động thư giãn, hoạt động giải trí đúng không? After working time, đó, sau thời gian làm việc. Rồi, mặt khác là mình sẽ nói đến cái disadvantages của nó. On the other hand, however, the living in big city has. Rồi, nếu mà trên mà dùng benefit thì ở dưới phải dùng là drawback nhé. Rồi, it's very noisy, there's not people in car. Ý là nó rất là ồn ào, có nhiều người, xe từ sáng đến tối à? No. Có nhiều người ở xe thì ý là phải ở trên đường thôi, đúng không? Vậy thì trong các khu dân cư thì sao? Thế rồi không khí ở đây thì ô nhiễm nhiều hơn cái gì? Không tốt, ok, we can get along. Ý thì tốt rồi nhưng cách diễn đạt thì chưa gãy gọn, chưa xúc tích. Thứ nhất là đây có hai ý. Ý thứ nhất là ở đó, ở đây thì sao, thường là không khí ô nhiễm này và rất là ồn ào, thì mình có thể dùng luôn một cái từ là ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm không khí đúng không? Ô nhiễm tiếng ồn là gì? Noise pollution, and ô nhiễm không khí là air pollution đúng không? Thì mình sẽ nói luôn cái ý đầu tiên đi. Ví dụ như là cái điểm mà không tốt đầu tiên là gì? The principle. One, yeah. Cho cái chung chữ lui to này. The principle one. Ví dụ như là is big cities have sao? Many problem đúng không? Có rất nhiều vấn đề như là gì? Such as noise pollution and air pollution. Đó, nhiều vấn đề như ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. Thế thôi, tiếng ồn và không khí, được chưa? Thế thì mình mới đến được cái câu tiếp theo của mình là there is lot of people. Nó sẽ là cái minh họa rõ hơn cho cái luận điểm của mình. That is because, đúng không? Đó là vì there's a lot of people in car, motorbike, bus. Bus số nhiều này, buses. Thôi, có nhiều. Thôi, a lot of car nhá. Có nhiều xe này, motorbike, buses. Ví dụ như là on every road, trên mọi cái con đường, there's always, chẳng hạn này, luôn luôn có nhiều xe trên đường và có nhiều người, thì mình sẽ không dùng là there are a lot of people nữa, mình dùng một cái từ nó đắt hơn đi,
Và sao? Mật độ dân cư cao đúng không? Nghĩa là nó không chỉ là trên đường mà nó còn ở thậm chí trong ngõ ngách các khu dân cư thì mật độ dân cư sống rất là cao. Thì mật độ dân cư ở đây cô sẽ cho một từ là density of population. Mật độ dân cư cao là high density of population đúng không? And a high density of population. High. Đúng chưa nhỉ? Population in big city. Được chưa? Đó là bởi vì rất là nhiều xe ô tô, xe máy, xe buýt trên mọi cái quãng đường. Và cái câu này đợi một chút nha. There's always a lot of car business and because thế thì mình bỏ đi bởi vì trên là chấm dừng ở đây đi. That is because there are no bus on every road. Rồi. And there is also cũng có sao một cái mật độ dân cư rất là cao ở những thành phố lớn, được chưa? Bởi vì phía trên là there are, cô không gộp được nha. There are big city. Thôi, cái này bỏ đi. Bởi vì nó bị ô nhiễm như vậy đúng không? Thì sức khỏe của chúng ta có thể bị ảnh hưởng chẳng hạn thế. Ví dụ như our health can be ảnh hưởng xấu là gì? Impact negatively đúng không? Và chúng ta có thể bị như thế này. We even can get long disease skin disease. Ủa, từ này viết sai nhá. Cancer, các bệnh ung thư chẳng hạn thế. And so on. Ok. Moreover, giá nhà ở thành phố lớn thì rất đắt. Chúng ta không có đủ tiền để mua. Chúng ta phải sống trong một ngôi nhà nhỏ và không thoải mái. Ý thì cũng được rồi nhưng cách viết lại cũng vẫn không được. Ở đây mà nói là cái giá nhà ở những thành phố lớn thì nó đắt nhưng thực ra không phải là ai cũng không mua được. Rất nhiều người mua được nhà, thậm chí nhà sang, nhà xịn luôn. Thì ở đây em chỉ có thể nói là có một cái chi phí sinh hoạt đấy thì đắt, đúng không? Thậm chí là người ta thì một số người cũng không đủ tiền mua một ngôi nhà chẳng hạn như thế. Mua những nhà rồi sau nhiều năm làm việc chẳng hạn như vậy. Đây thì đấy đó là một mặt chứ mình không nói là we là nó chủ quan quá đúng không? Ví dụ như là more over the living cost is expensive. Ngoài ra chi phí sinh hoạt thì rất là đắt đúng không? Rồi ví dụ có thể nói là some people cannot buy hoặc là afford a house đúng không? After many years of working. Đó là một thực trạng nhưng mà nó sẽ không bị cái tính chủ quan, tính vơ đũa cả nắm ở đấy. Rồi to sum up, believe there are support advantages. Đảo lại nhé. To sum up, living in big city so has both advantages and disadvantages. À, mình nói ở disadvantages ở trên rồi thì cô sẽ cho một cái cụm nữa để nó từ của mình nó đa dạng hơn, bài của mình nó được nâng điểm hơn. Ví dụ thay vì advantages thì mình sẽ dùng là positive đúng không, aspect and negative aspect nha. Rồi personally I think or believe gì đó, living in the city has many opportunities, has cũng được hoặc là bring it many, has rồi trên này has rồi.
Bên dưới mình dùng bring cho nó khác đi. Many opportunities for personal development. Ok, rất tốt. Ý rất tốt. Is it suitable? For young people like me. Ok, rồi.